Hello hello, xin chào các bạn. đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 8 giờ tối tại Cali các bạn. Hôm nay đã công ty cũng bận cho nên là video chạy một chút. Và như mới nào ở Việt Nam đó thì các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi và các bạn đã biết tuần này là một tuần mà cực kỳ sôi động, hầu như tin tức ra liên tục luôn các bạn. Và ngày hôm nay đó, cũng sôi động không kém tại vì chúng ta đã kết thúc cái ngày giao dịch đầu tiên của Bitcoin Smart ETF các bạn và kết quả cực kỳ tốt. Thì có thể nhiều bạn nói là giá cả nó cũng đâu đó cỡ như ngày hôm qua mà thôi bây giờ cũng khoảng là 46.000 đô thì tại sao mà chúng ta có một ngày giao dịch tốt như vậy thì giá cả nó lại không có thay đổi nhiều thậm chí chúng ta thấy được là giá đã có cái đợt tăng lên tới gần 49.000 đô hồi sáng này nhưng mà sau đó đó thì lại điều chỉnh trở xuống khoảng chừng 45.000 và bây giờ chúng ta ở mức là 46.000 gần như mức giá của ngày hôm qua thì có một số điều thường muốn chia sẻ với các bạn và chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin liên quan đến CPI các bạn chúng ta đã nhận được chỉ số phần trăm lạm phát CPI nhưng mà nó có tốt hay là xấu thì chia sẻ thêm để các bạn hiểu rõ hơn và còn nhiều những tin tức khác nữa cũng rất là quan trọng tại vì ngày hôm nay đây chúng ta có một số tin phết các bạn vừa sáng sớm thôi đã có nhiều tin phết dẫn đến là chúng ta thấy thị trường nó rất là dao động và thường sẽ chia sẻ những tin tức đó với các bạn nhưng mà nói chung đó thì cho dù thị trường ngày hôm nay ra sao đi nữa chúng ta cũng đã có ngày giao dịch đầu tiên rồi các bạn, không những chúng ta đã có Bitcoin Spot ETF, nó rất là tốt cho dài hạn, mà ngày hôm nay ngày đầu tiên cũng đã cho chúng ta thấy được là cái nhu cầu giao dịch không hề nhỏ các bạn, cực kỳ cao luôn. Và tuần này thực sự là quá sôi động các bạn, thường sẽ nghỉ ngơi hai ngày, cho nên ngày mai và ngày mốt đó cuối tuần sẽ không có video. Thôi muốn chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ, relax các bạn. Chúng ta đã trải một tuần mà đầy dao động rồi. Hôm nay chuyện gì đã xảy ra thì các bạn cũng đã biết là sau khi được thông qua ngày hôm qua đó thì Bitcoin Spot ETF sẽ bắt đầu giao dịch vào sáng ngày hôm nay khi mà phiên chứng khoán ở Hoa Kỳ mở cửa và mọi thứ diễn ra rất xuân sẻ các bạn không delay gì hết tại vì chúng ta cũng đã từng chứng kiến một số những sự kiện ngày đầu tiên giao dịch cho Bitcoin Futures ETF hay là Ethereum Futures ETF nhiều khi bị delay tới mấy tiếng lận hôm nay đã diễn ra rất suôn sẻ các bạn nhưng mà đột ngột chúng ta lại nhận được nhiều tin tức phết thì chúng ta thấy được là trên màn hình đó có 5 công ty đây là một cái sự kiện mà nếu nói là tin tức phớt không đúng các bạn. Đây là một cái khả năng mà hầu như không ai nghĩ đến tại vì chúng ta đều nghĩ là khi Bitcoin Spot ETF được thông qua thì cũng giống như tất cả những ETF còn lại. Chúng ta thấy được là những cái công ty giao dịch trên những nền tảng giống như là các bạn lên sàn này sàn kia thì ở trên chứng khoán các bạn cũng tại những cái nền tảng để mà giao dịch chứng khoán thì họ đều sẽ hỗ trợ cũng như là tất cả những cái chứng khoán hay là cổ phiếu khi bắt đầu mở cửa giao dịch. Nhưng mà không phải các bạn, đột ngột hồi sáng này ra lại có nhiều người nói là hay tôi đi vào account của tôi giống như là trên Vanguard, trên City, Maryland thì lại không thấy có những mã chứng khoán liên quan tới Bitcoin Spot ETF chuyện gì đang xảy ra gì các bạn rồi nhanh chóng đó mọi người đã biết là nếu nói những công ty lớn những công ty nhỏ chúng ta không nói đến các bạn nhưng mà những công ty lớn như là Vanguard Vanguard hầu như là công ty tài chính mà họ quản lý cái số tiền lớn thứ nhì các bạn cực kỳ lớn luôn họ đứng sau lưng chỉ BlackRock mà thôi thì các bạn nhìn thấy được là trên màn hình đây là thống kê đến từ trang web SWFI Chúng ta thấy BlackRock là công ty quản lý tài chính lớn nhất trên thế giới Các bạn quản lý là hơn 9,4 nghìn tỷ Chúng ta có Vanguard là đứng thứ nhì các bạn 725 nghìn tỷ Và chúng ta có Fidel để đứng thứ ba là 3,8 nghìn tỷ Khoảng cách giữa số 3 và số 2 đó rất là lớn các bạn Khoảng cách giữa Vanguard và BlackRock đó, số 2 và số 1 thì nó ít hơn Và công ty Vanguard là công ty mà họ không hỗ trợ trading Bitcoin Smart ETF và không chỉ riêng là Vanguard, mọi người bây giờ nói là wow tôi login vào account CD của tôi cũng không thấy có cái cách nào để mà giao dịch Bitcoin Spot ETF và Merrill Lynch, Edward Jones, UBS đều như vậy hết cái bảng tổng cộng là có 5 nền tảng giao dịch lớn không có hỗ trợ Bitcoin Spot ETF hiện bây giờ. Có nghĩa là khách hàng có họ muốn mua thì cũng không mua được, họ phải di chuyển tiền hay là mua một nền tảng khác. Ít ra chúng ta thấy được là cái công ty thứ ba đó chính là Fidelity thì có hỗ trợ giao dịch Bitcoin Spot ETF nhưng mà những công ty kia thì lại không có các bạn và một số công ty bây giờ họ vẫn đang im lặng và chưa có nói lý do tại sao nhưng mà có một số công ty giống như là Northwestern Mutual thì họ nói là Họ cần làm một số thủ tục nội bộ trước khi mà hỗ trợ giao dịch Bitcoin Spot ETF nghĩa là SEC đã cho giao dịch rồi nhưng mà một số công ty họ vẫn chưa có cái sự chuẩn bị. Bây giờ chúng ta không biết là những công ty còn lại là CD, Merrill Lynch, Edward Jones, UBS có phải là như vậy hay là không. Nhưng mà công ty Vanguard họ lại lên tiếng các bạn. Công ty Vanguard đó họ đã lên tiếng và họ đã nói là họ không hỗ trợ và họ cũng sẽ không hỗ trợ Trước đây chúng ta cũng đã biết là công ty Vanguard đó, họ cũng đã chính thức thông báo họ sẽ không có đẩy đơn để có Bitcoin Spot ETF. Thì cái đó cũng hợp lý tại vì chúng ta biết là Vanguard là công ty cũng rất là truyền thống, cũng lâu đời và công ty Vanguard họ cũng không có những cái ETF liên quan tới vàng thì không có ETF liên quan tới Bitcoin cũng hợp lý. Nhưng mà chúng ta lại không ngờ là họ không có Bitcoin Spot ETF và họ cũng không ủng hộ cho khách hàng của họ giao dịch Bitcoin Spot ETF. Và lý do tại sao đó thì họ đưa ra một lý do, Vanguard nói là việc giao dịch Bitcoin Spot ETF không phù hợp với lại triết lý đầu tư của họ. Điều này làm cho nhiều người rất là khó hiểu các bạn. Tại vì các bạn nên biết là ở trên nền tảng Vanguard đó, tại vì tôi cũng có cái account Vanguard, các bạn vẫn có thể giao dịch những cái như là meme stock, các bạn vẫn có thể giao dịch những cái chứng khoán liên quan đến crypto từ trước đến giờ các bạn như là MicroStrategy, Coinbase và những cái công ty đào Bitcoin các bạn vẫn có thể giao dịch trên mã chứng khoán đó nhưng mà lại không thể giao dịch Bitcoin Smart ETF chúng ta cũng không hiểu tại sao và các bạn cũng nên hiểu một điều đó là công ty Vanguard này họ cũng là một cổ đông lớn của công ty MicroStrategy các bạn nhìn thấy được là tổng cộng bên dưới này đó chúng ta nhìn thấy Vanguard là cái đơn vị công ty sở hữu lớn thứ nhì họ sở hữu tới hơn 8% cổ phần của công ty MicroStrategy các bạn nghĩa là 8% cổ phần của MicroStrategy nằm trong tay của họ họ sở hữu còn nhiều hơn BlackRock BlackRock sở hữu là 6.63% của MicroStrategy mà thôi và Coinbase sàn Coinbase thì các bạn thấy được là công ty nào sở hữu nhiều nhất cũng là Vanguard các bạn Vanguard sở hữu phần trăm của công ty Coinbase thì tại sao mà họ sở hữu nhiều cổ phần của những công ty này họ đã cho giao dịch những cái cổ phiếu liên quan đến crypto từ trước tới bây giờ nhưng mà lại không cho giao dịch Bitcoin Spot ETF nó rất là khó hiểu và cái thông tin họ đưa ra ra thì cũng rất là bao quát các bạn không có rõ ràng gì hết thôi nói là không phù hợp với triết lý đầu tư của họ nhưng mà chúng ta cũng không rõ là tại sao khiến cho nhiều người rất là phẫn nộ các bạn chúng ta nhìn thấy được là có một cái phong trào ngày hôm nay là kêu gọi mọi người tẩy chay Vanguard có nghĩa là kêu gọi mọi người rút hết tiền đem tiền của mình qua bên một nền tảng mà hỗ trợ của giao dịch Bitcoin Spot ETF và đơn thuận thì cũng có account Vanguard Thuận hôm nay cũng khá là bận cho nên cũng chưa có ra quyết định là có rút tiền ra khỏi Vanguard hay là không Nhưng mà các bạn thấy đây là một cái tin tức rất là lớn à, được chia sẻ khắp nơi không những riêng là Vanguard các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là những cái công ty như là JP Morgan đó, thì họ có hỗ trợ nghĩa là ít ra khi mà chúng ta login vào công ty của Jamie Diamond cái người mà cực kỳ ghét Bitcoin đó thì ít ra công ty của ông cho dù là ông nói là ông ghét nhưng mà ông vẫn hỗ trợ các bạn cho nên chúng ta thấy những gì người ta nói và những gì người ta làm đó thì hoàn toàn khác nhau đừng nghe những gì họ nói mà hãy nhìn những gì họ làm các bạn Vanguard xưa giờ không có công khai chống đối với lại Bitcoin hay là crypto nhưng mà khi mà có Bitcoin Spot ETF họ lại không cho phép giao dịch Trong khi chúng ta nhìn thấy được là Jimmy mình lúc nào cũng nói xấu Dù dập crypto và Bitcoin Nhưng mà công ty của ông lại là công ty trung gian cho nhiều quỹ Bitcoin Spot ETF và cho giao dịch Nhưng mà ngược lại khi mà bấm vào giao dịch cổ phần của ibit có nghĩa là cổ phần của công ty blackrock các bạn thì lại có một cái pop-up window các bạn có một cái gọi là lưu ý và các bạn phải bấm accept thì họ mới cho giao dịch và cái lưu ý này chủ yếu nói là giao dịch crypto đó thì có nhiều dao động và rủi ro trong khi mà người ta nói ở trên nền tảng này đó đã có những cái cổ phiếu hay những cái ETF đó, nó có tính thanh khoản cực kỳ thấp các bạn. Nhiều bạn thì thích cười Jim Cramer thôi cũng vậy. Nhưng mà chúng ta thấy sự thật ra là có một cái quỹ ETF gọi là Inverse Cramer. Thì cái quỹ ETF này đó, họ sẽ giao dịch ngược lại với những gì mà Jim Cramer nói. Nhưng mà cái tính thanh khoản của cái quỹ này đã cực kỳ thấp. Nhưng mà các bạn thấy là muốn mua đây thì bấm vào là mua ngay lập tức chứ không phải là muốn mua bấm vào rồi phải đọc cái thông báo rủi ro này rồi bấm accept mới có thể giao dịch được và trong khi trên nền tảng của JP Morgan các bạn có thể giao dịch nhiều cổ phiếu rác dao động còn nhiều hơn cả Bitcoin các bạn nói chung đó, là một cái giống như là kỳ thị tài sản ở trên mạng lưới của JPM nhưng mà ít ra JP Morgan cũng cho khách hàng của họ giao dịch chứ không giống như là Vanguard và ngày hôm nay đó có thể nói là trên Twitter có rất là nhiều những cái áp lực, những cái phong trào là tỷ chai Van đã xảy ra. Đó là những gì đã xảy ra hồi sáng này thì đó có phải là lý do tại sao dẫn đến là giá cả lên rồi lại xuống hay là không? Tại vì các bạn có thể nhìn thấy là bắt đầu mở cửa hồi sáng này ở phiên giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ đó chúng ta thấy giá của Bitcoin đã tăng vọt lên tới mức là dựa theo cái biểu đồ này lên tới hơn 49.000 đô các bạn hoàn tưởng nó đến gần 49.000 mà thôi đã qua khỏi 49.000 đô nhưng mà ngay sau đó giá lại được đâm xuống các bạn xuống cái mức thấp ngày hôm nay đó là 45.500 đô bây giờ chúng ta trở lại mức là 46.000 đô thì cũng chưa hẳn đâu chúng ta còn một lý do khác nữa các bạn có đoán được lý do đó là gì hay là không đó chính là Jim Cramer các bạn hôm qua thường đã chia sẻ với các bạn rồi Jim Cramer không để cho chúng ta có một ngày vui vẻ cái ngày mà chúng ta vui vẻ nhất đó thì Jim Cramer ngày hôm qua đã nói là chủ yếu tôi tưởng đâu Bitcoin sẽ có sell the news nhưng mà chẳng thấy ai sell cả <laughs> các bạn thấy được hôm nay thì chuyện gì đã xảy ra và ngày hôm nay đó ông lại tiếp tục khen Bitcoin nữa các bạn Jim Cramer hôm nay trên TV thì ông đã nói đó là một chiến thắng bởi vì mọi người muốn có nó nghĩa là đang nói về Bitcoin Smart ETF và ông cũng nói là tư tưởng của Charlie Munger quá cố và Jamie Dimon là CEO của ngân hàng Chase có thể được xem là lỗi thời. Mọi người thích tư tưởng tân thời và khách hàng luôn đúng, nghĩa là khách hàng muốn cái gì thì họ luôn đúng hết. Và đương nhiên câu nói này là ông đang nói về Jamie Dimon. Thì các bạn thấy được là ông đã khen Bitcoin hai ngày liên tục. Không biết Bitcoin có qua được cơn hội này không nữa, các bạn. Và <laughs> các bạn thấy được là Jim Cramer đó, không biết tại sao mỗi lần nói tới Bitcoin ông lại thích lôi Charlie Munger quá cố vào cái sự việc này, cho Charlie Munger đã qua đời rồi các bạn không biết tại sao mà Jim Carmer cứ thích lỗi không vào, không để ông yên nghỉ các bạn. Nhưng mà đây là những gì được nói đến bên Jim Carmer ngày hôm nay, thôi nó dẫn các bạn một chút mà thôi. Nhưng mà sự thật đó, biết là chúng ta thấy giá Bitcoin hôm nay rất là dao động, nhưng mà giá ngay bây giờ so với lại thời điểm làm video ngày hôm qua thì xuống chỉ có một phần trăm mà thôi. Và thậm chí ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy có nhiều ICO tăng trưởng các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là tổng số vốn hóa của thị trường vẫn hơn là 1,8 phẩy tám nghìn tỷ hôm nay vẫn là một ngày tốt đối với Thuận tại vì chúng ta nhìn thấy được là ngoại trừ những cái thông tin liên quan đến là một số những cái công ty họ chưa có hỗ trợ và tôi nghĩ là bây giờ chỉ có công ty Vanguard là họ công khai là nói là không hỗ trợ và xã mãi không hỗ trợ mà thôi. Nhưng mà những công ty khác đó, như là CD, Mailinh, Apple Jones UPS thì họ vẫn chưa có lên tiếng. Có khả năng là họ cũng giống như là Northwestern Mutual, họ chỉ cần phải huấn luyện nhân viên hay là phải chuẩn bị gì đó thì mới hỗ trợ được. Nhưng mà thật ra có hỗ trợ hay không cũng không quan trọng các bạn tại vì có những cái nơi khác họ hỗ trợ như là chúng ta nói tới e Trade phải Dow đi vân vân. Thì những cái nơi mà không hỗ trợ thì chẳng khác gì họ đã đưa cơ hội cho những cái công ty kia. Ngày hôm nay có rất nhiều người đã rút tiền ra khỏi Vanguard để mà chuyển qua đi các bạn. Và các bạn nên biết là một người giống như là bản thân của Thuận đi, Thuận thích crypto, thuận muốn giao dịch Bitcoin thì không phải là thuận chỉ rút một số tiền nhỏ rồi đem qua phải đeo đi các bạn, thôi có thể là có rất nhiều những cổ phiếu những cái sản phẩm đầu tư với lại Vanguard bồi thằng sẽ rút hết luôn các bạn bởi người ta cũng như vậy người ta có thể là có rất rất nhiều tiền đang có ở Vanguard hiện tại nhưng mà chỉ vì một cái hành động này dẫn đến là những người đó họ đã di chuyển hết tiền của mình qua bên phải đeo đi thì chúng ta có thể bỏ phiếu bằng cái túi tiền của mình đó là cách bỏ phiếu hữu hiệu nhất và nhiều bạn hỏi thuận là cái tình hình giá cả ngay bây giờ đó thì cái phần trăm có lời ở trên class no là bao nhiêu để thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn thì chúng ta nhìn thấy được là chỉ số này vừa mới update chúng ta ở mức là 91.1% hiện tại nó cũng rất là cao các bạn nói chung thì cái phần trăm này cũng không thay đổi trong vòng mấy ngày qua và cái mức cao nhất là 92.27 và chúng ta thấy được là mức 91.1% này đó là không tới 4% nữa chúng ta sẽ bước vào cái dùng màu đỏ các bạn như là cái dùng mà có hơn 95% của số lượng Bitcoin on-chain này có lời cái số lượng người có lợi bây giờ đó vẫn còn rất là nhiều chứ không hề ít đâu và chúng ta cũng đã từng nói đến là khi mà nhìn vào những cái dữ liệu on chain đó thì có một người ở trên crypto coin họ cũng đã chia sẻ cách đây khoảng chừng hai ngày thôi cũng đã chia sẻ với các bạn là chúng ta thấy là cái dùng mà 48.500 đô đó cái dùng mà chúng ta đã đạt được hồi sáng này là một trong những cái dùng mà cản trở lớn khi mà chúng ta nhìn vào chỉ số on chain tại vì nếu chúng ta nói tới là cái số lượng người mà vẫn đang lỗ hiện tại đó thì đó chính là cái số lượng hold dollar 2 tới 3 năm. Những người nào mà lưu trữ ngắn hạn giống như là trong vòng là mấy tháng vừa qua đó thì vẫn có lời hiện tại tại vì giá tiếp tục tăng mà các bạn. Những người mà lưu trữ dài hạn hơn thì cũng có lời, chỉ những người mà lưu trữ lưng chừng cỡ từ 2 tới 3 năm, nghĩa là họ mua cái T2 3 năm mà họ không mua thêm nữa thì họ vẫn bị lỗ cho đến mức nào các bạn cho đến mức là 48.500 đô thì cũng có khả năng và khi mà tới mức đó thì nhiều người họ đã quyết định là họ sẽ chốt lời các bạn hay là họ sẽ bán tại vì họ đã hòa dũng rồi. Cũng có khả năng đó. Và chúng ta còn một khả năng khác nữa khi mà chúng ta nhìn vào cái tình hình giao dịch ngày hôm nay đó thì các bạn thấy được là đã kết thúc cực kỳ tốt luôn. Chúng ta nhìn thấy được là tổng cái số volume giao dịch ngày hôm nay đó đã vượt xa cả mong đợi các bạn là 4 tỷ 6. Ngày hôm nay trong một ngày chúng ta đã có 4 tỷ 6 đô la Bitcoin Spot ETF được giao dịch và chúng ta đang nói tới là tính tổng cái số volume của cả 11 cái công ty này không riêng lẻ một công ty nào hết tại vì riêng lẻ đó các bạn thấy được là cái volume lớn nhất là Grayscale và con số này thì không biết là được cập nhật vài lần sau khi mà đóng cửa nhưng mà có cái thông tin cho thấy được là con số là 4 tỷ rưỡi có thông tin như thường đang chia sẻ đó từ Bloomberg thì cho thấy là con số là 4 tỷ 6 nhưng mà chúng ta không biết là cỡ đó 4 tỷ rưỡi 4 tỷ 6 đã được thống kê ngày hôm nay và các bạn có biết là cái số lượng này đã cho chúng ta thấy lịch sử đã được hình thành tại vì chưa bao giờ trong lịch sử chứng khoán Hoa Kỳ cho một hàng hóa ETF giao dịch ngày đầu tiên nào mà có volume lớn như vậy cho các bạn thấy được là cái nhu cầu là bao nhiêu nhưng mà có một điều mà các bạn cần phải lưu ý đó chính là khi mà bắt đầu rồi đó thì những cái người mà lưu trữ GBTC, họ có thể là bán cổ phần của họ, tại vì các bạn biết là GBTC là một cái quỹ mà đã có trước đây rồi cho nên một số lượng lớn volume cũng có thể là đến từ những người mà họ bán cổ phần GBTC, cho nên con số này đó, tuy là chúng ta cũng muốn ăn mừng là đạt được kỷ lục nhưng mà thật ra nó có nhiều cái thông tin bây giờ vẫn chưa rõ ràng và GBTC làm nhiễu loạn một số những cái con số mà chúng ta vừa nói đến và điều mà quan trọng hơn đó là các bạn nên hiểu là cho dù chúng ta không tính GBTC thì đây vẫn là một ngày mà cực kỳ thành công các bạn tại vì không tính GBTC cái số lượng giao dịch Bitcoin Spot ETF ngày đầu tiên đó, thì vẫn cỡ chừng là 2 tỷ 3 coi như là cũng rất cao rồi các bạn tại vì ước tính của Bloomberg là 2 tỷ rưỡi thì nó cũng cỡ đó các bạn cho thấy được một cái ngày giao dịch rất là thành công và có phải ngày hôm nay lý do tại sao mà chúng ta thấy giá xuống tại vì nhiều người bán GBTC hay là không thì chúng ta phải chờ thêm thống kê. Nhưng mà các bạn nhìn thấy được là nếu chúng ta cứ tính đơn giản thôi tất cả những volume, những giao dịch cho GBTC 2 tỷ 3 này đó tất cả đều là bán cổ phần GBTC hết tại vì chúng ta đã biết là quỹ Rayscale là cái quỹ mà có cái phí 1.5% thì có thể là người ta bán để mà đổi qua những cái quỹ khác có cái phần trăm phí thấp hơn thì nó sẽ tốt hơn dài hạn, hoặc là một số người họ đã chờ đợi ngày này một thời gian dài rồi, họ bán bây giờ họ muốn lấy tiền về cao của họ nhưng mà thật ra trước đây họ vẫn có thể bán GBDC chỉ là cái mức giá nó khác bây giờ mà thôi, nhưng mà chúng ta nên biết là cái giả thuyết đó nó chỉ đúng một phần mà thôi tại vì không thể nào mà 2 tỷ 3 giao dịch này, tất cả đều là bán hết, tuy nhiên là có mua có bán các bạn, nhưng mà chúng ta nhìn thấy là không tính GBDC đó thì con số cũng cỡ đó là 2 tỷ 3. Con số này hai bên nó gần như bằng nhau thì điều này nghĩa là gì các bạn? Điều này có nghĩa là nếu chúng ta nói cái lực bán đến từ thị trường chứng khoán cũng không hẳn đâu. Lực bán đó hầu như là đến từ thị trường crypto truyền thống chứ không phải là trên thị trường chứng khoán các bạn. Ngày hôm nay đó thuận vẫn có lòng tin là sau khi mà thống kê tất cả đó cái số lượng mua sẽ nhiều hơn số lượng bán. Đương nhiên là các bạn, tại vì chúng ta nhìn thấy thống kê bây giờ đó là GBTC cái volume gần bằng với tất cả những cái Bitcoin Spot ETF còn lại và chúng ta biết là những cái Bitcoin Spot ETF còn lại đó, cái số tiền ngày hôm nay giao dịch thì phần lớn đều là mua hết các bạn, nghĩa là tiền vào inflow, còn GBTC thì một phần là outflow, một phần là inflow, một phần là ra, một phần là giao, nhưng mà chúng ta cộng cả ba cái đó lại thì đương nhiên chúng ta vẫn sẽ thấy là có tiền đi vào thị trường này ngày hôm nay cho nên nếu nói là lực bán đến từ thị trường chứng khoán là cũng không phải đâu và các bạn nên biết là những cái quỹ này đó khi mà kết thúc phiên giao dịch rồi thì họ mới lấy tiền đó rồi họ mới lại mua bitcoin hay là họ sẽ bán bitcoin dựa theo tình hình giao dịch của ngày hôm đó và kết luận của thuận vẫn là chúng ta thấy hôm nay là một ngày cực kỳ tốt có nhu cầu thu mua bitcoin smart etf và cái lực bán là đến từ những cái sàn giao dịch crypto Thông thường các bạn thì tại sao lại có người bán thì đương nhiên có thể là một số bạn uh, muốn sell the news hay gì đó. Cái đó là thường đương nhiên không biết được các bạn nhưng mà chúng ta biết là có lực bán ngày hôm nay. Nhưng mà thật ra có phải là sell the news hay là không? Các bạn nên hiểu là khi chúng ta nhìn vào cái giá hiện tại là 46.000 đô các bạn. Khi mà chúng ta zoom ra các bạn đã nhớ là khi BlackRock để đơn để coi Bitcoin Spot ETF là khi nào? Đó chính là tháng 6 của năm ngoái. Chúng ta nhìn thấy được là tháng 6 của năm ngoái đi. tôi không nhớ là ngày mấy nhưng mà chúng ta chỉ tính đơn giản là tháng 6 của năm ngoái thì lúc đó giá của Bitcoin đó ở ngay đây các bạn đâu đó chỉ khoảng chừng là 25.000 đô mà thôi. Bây giờ giá Bitcoin đã là 26.000 đô gần gấp đôi rồi các bạn. Nhưng mà chúng ta nói là sell the news thì cũng không đúng đâu các bạn Tại vì chúng ta đã rất rõ ràng thấy là cái tin tức liên quan từ Bitcoin Spot ETF cũng đã khiến cho giá cả tăng Và các bạn đã nhớ là trước khi mà Bitcoin Spot ETF được chấp thuận cái tên vài ngày Thì giá cũng là mức 45-46 ngàn đô Bây giờ cũng là 45-46 ngàn đô Cho nên trên căn bản này chúng ta vẫn chưa thấy có bất cứ hiện tượng sell the news nào hết có xảy ra hay không nên chúng ta phải tiếp tục chờ đợi nữa xem nhưng mà ngay bây giờ vẫn chưa có xảy ra tại vì các bạn đã biết là nhiều người đó khi nói đến Saturday News thì nhiều bạn nói là chúng ta thấy giá trở về mức 40.000 đô thậm chí nhiều bạn nói là giá trở về 30.000 đô bây giờ vẫn là 46.000 đô của bạn cái mức giá bây giờ cũng tương đương với trước khi mà có tin tức thì chưa có solar news nào xảy ra hiện tại hết. coi như đã rất thành công rồi các bạn tại vì nhiều bạn lo lắng đó, thứ nhất là lo lắng bị từ chối trước đây, nhiều bạn lo lắng là tất cả những cái sự tăng trưởng từ năm ngoái tới bây giờ đó các bạn thấy được là tăng trưởng uh, từ cái mức là 25.000 đô tới bây giờ đó chúng ta phải trả lại cái mức tăng trưởng đó nếu như mà bị từ chối. Thậm chí nhiều bạn nói là cho được thông qua ra thì giá cũng có thể điều chỉnh xuống là 30.000 đô ngay bây giờ giá vẫn là 46.000 đô nhưng mà nhiều bạn bây giờ cũng cảm thấy là thất vọng tại vì vẫn có cái lòng tin là giá cả tăng mạnh mọi người đã thật sự rất là mau quên các bạn chúng ta sẽ nhắc lại một lần nữa đây là một cái sự kiện mà có sự ảnh hưởng dài hạn không phải là ngắn hạn đâu ngắn hạn là ngày hôm nay các bạn hôm nay chúng ta thấy được là những người như là thuận và nhiều người họ muốn đi vào account chứng khoán của họ rồi họ muốn mua bitcoin spot etf đó là ngắn hạn cái số lượng người đó đó có thể là không là bao nhiêu được các bạn và cái tiền vốn đó cũng không phải là cao lắm đầu, cái tiền vốn mà nằm ở mức trung bình á, thì thời gian cần phải có là khoảng chừng là một năm hay gì đó thì trong thời gian này chúng ta sẽ bắt đầu thấy là những cái người mà tư vấn đầu tư thì họ sẽ bắt đầu tư vấn cho khách hàng của họ để mà đầu tư vào Bitcoin spot ETF, như là chúng ta vừa nói đến là nó mutual, sau đó là họ cần phải huấn luyện nhân viên của họ, rồi họ mới bắt đầu là tư vấn để cho khách hàng của họ mua bitcoin spot etf thì cái này cần thời gian không phải là ngay lập tức đâu thì như bạn nói là tại sao mà họ không huấn luyện trước khi mà có bitcoin spot etf Tại vì các bạn nên biết là những công ty này đó họ vẫn kiếm được tiền, mọi thứ vẫn ổn trước khi có Bitcoin Spot ETF thì không có lý do gì mà họ lại train nhân viên của mình cho một cái mà họ chưa chắc được thông qua. Bây giờ thông qua rồi thì họ mới bắt đầu train. Cho nên phải cần thời gian rồi sau đó chúng ta mới thấy là cái nguồn tiền thứ nhì, đợt sống thứ nhì mới đi vào trong thị trường này là đến từ những người mà có tư vấn đầu tư, thường số tiền đó sẽ lớn hơn các bạn và nó thường là đến từ những người mà đã có tuổi và họ đầu tư dài hạn thì cái số tiền đó họ sẽ trích một phần để mà đi vào trong thị trường này. Và cái số lượng tiền lớn nhất đó thì cần thời gian dài hạn hơn nữa Có thể là cần 1-2 năm hay gì đó Đó chính là chúng ta sẽ thấy là có những cái quỹ đầu tư Họ sẽ chỉnh cái chiến lược đầu tư của họ để có thể đầu tư một phần vào Bitcoin Spot ETF Và cái đó nó quan trọng hơn rất là nhiều Tại vì cái mà chúng ta sẽ thấy đó là sau này Nhiều người đầu tư vào Bitcoin Spot ETF mà họ không biết luôn Giống như là bạn thân thường, thường có thể đầu tư vào rất nhiều công ty mà thường hoàn toàn không biết tại vì sao các bạn tại vì thuận mua những cái quỹ ETF liên quan đến công nghệ thì trong đó có nhiều công ty công nghệ mà thường chưa hề nghe nói đến nhưng mà cũng không sao cái mà thường quan tâm đó chính là đa dạng hóa và điều thứ nhì nữa là có cơ hội để có lợi nhuận cao và người ta cũng như vậy các bạn nhiều người họ sẽ mua những cái quỹ đầu tư và trong đó có Bitcoin Spot ETF thì cái tiền đó nó sẽ lớn rất là nhiều và tiền cũng có thể đến từ những cái quỹ hưu trí các bạn cái đó cần thêm thời gian cho nên những gì chúng ta nói đến thì điều đang diễn ra hiện tại và thậm chí chả trở về cái đây một tuần nếu như mà thường nói với các bạn khi mà Bitcoin Spot ETF được thông qua giá Bitcoin là 46.000 đô khi mà bắt đầu giao dịch thì các bạn có vui hay không? Thuận nghĩ là nhiều bạn sẽ nói là vui chứ. Nhưng mà bây giờ thì nhiều bạn là cảm thấy không vui. Tại vì chúng ta làm quen với giá cả rất là nhanh. Đó là gì mà Thuận muốn chia sẻ trong phần này của video. Hôm nay đó là một cái ngày trọng đại các bạn và đương nhiên chúng ta thấy được là những đài truyền hình như là CBC đó thì họ mời rất là nhiều người đến đài truyền hình của họ những người mà ở trong thị trường crypto và những người mà phát hành quỹ ETF để mà nói về Bitcoin Smart ETF và cái câu hỏi của họ đó cho những người này đã hầu như là giống giống nhau tại vì chủ yếu là họ muốn hỏi đối với là một nhà đầu tư thông thường bây giờ họ mới nghe nói tới là Bitcoin hay là bây giờ có Bitcoin Smart ETF họ đã có một cơ hội để đầu tư thì có quá trễ hay là không và tương lai giá cả thì anh nghĩ sẽ ra sao giá sẽ tăng mạnh không tăng mạnh à, tại vì bây giờ chúng ta đã trở thành một cái mảng đầu tư truyền thống rồi những người này nghĩ như thế nào thì chúng ta có người đầu tiên đó chính là Mike Novogratz các bạn và Mike Novogratz sẽ chia sẻ một vài điểm cũng rất là thú vị tôi sẽ không có chia sẻ cái video này cũng rất là dài các bạn nhưng mà chủ yếu thì Mike Novogratz nói thứ nhất là bây giờ chúng ta có tới 11 quỹ Bitcoin Spot ETF đã được giao dịch nó rất là nhiều thường đó thì một thị trường chúng ta sẽ thấy là theo thời gian đó, nó sẽ từ từ giảm bớt đi cái số lượng quỹ tại vì chúng ta thấy là những cái quỹ đầu tiên họ sẽ chiếm hết hầu như là cái số lượng lớn tiền hôm nay đó khi các bạn nhìn ở trên màn hình các bạn nhìn thấy được là không tính scale Tại vì số tiền này họ có sẵn rồi iShare và Fidelity lấy hết thị phần này các bạn iShare trong cái con số là 2 tỷ 3 giao dịch Không tính GBDC đó Thì iShare có nghĩa là công ty của BlackRock Đã chiếm phần nửa rồi các bạn 1 tỷ đô la giao dịch Fidelity chiếm phần còn lại là 700 triệu giao dịch các bạn thấy là những công ty còn lại đó họ chỉ chiếm phần trăm cực nhỏ mà thôi giống như là Venex chỉ chiếm có 26 triệu, Invesco chỉ chiếm có 45 triệu mà thôi, con số rất là nhỏ. Thì tới một lúc nào đó những cái công ty này đó họ sẽ không kiếm được tiền các bạn tại vì thị phần đã bị chiếm bởi những cái công ty lớn. Thì một ngày nào đó chúng ta thấy là những cái công ty này họ sẽ từ từ biến mất và chỉ còn khoảng chừng là ba công ty lớn mà thôi cũng giống như là những cái vàng ETF đó là điều đầu tiên được chia sẻ bởi Mike Novarat và về mặt giá càng ngắn hạn đó, thì Mike Novarat chia sẻ cũng giống như thường dự chia sẻ với các bạn ngày hôm nay ngày mai ngày mốt thì giá sẽ đâu đó từ 40.000 tới 50.000 đâu ai biết được các bạn không ai biết trước được là có bao nhiêu lượt mua và bao nhiêu lượt bán trong thời gian ngắn hạn nhưng mà dài hạn đó thì Mike Novorak vẫn nghĩ là giá sẽ tăng nhưng mà các bạn biết là Mike là một trong những người mà trước đây đã rất là bullish và ông thường đưa ra dự đoán giá nhưng mà gần đây đây thì ông cũng đã giống như là không muốn nói nhiều về dự đoán giá bao nhiêu nữa mà chỉ nói là ông tin là tương lai sẽ tăng cho nên ông vẫn có lòng tin vào trong thị trường này cho nên mới bỏ công để mà có Invesco và Galaxy cùng như hợp tác để có quỹ Bitcoin Spot ETF. Điều thứ ba ông nói đến là trên căn bản khi mà chúng ta nhìn vào giá cả của những cái ETF đó bất cứ cái sản phẩm nào khi mà họ có ETF rồi khi mà cái tài sản đó có ETF thì thường chúng ta sẽ thấy được là giá nó sẽ tăng lên rồi sau đó ngay lập tức giá nó sẽ giảm xuống cũng tương tự như là một công ty thường khi mà họ bắt đầu giao dịch trên thị chứng khoán đó thì giá sẽ tăng vọt khi mà bắt đầu mở cho giao dịch tại vì chúng ta thấy là cái nguồn người mà muốn mua đó thì họ đã chờ đợi sẵn để mà mua cho nên khi mà bắt đầu mở cửa đó cái số tiền đó đi vào trong thị trường mua đẩy giá lên tại vì những người muốn bán thì họ chưa bán được các bạn tại vì thứ nhất là những cái cổ phiếu mới thì làm sao mà sốt được thứ nhì nữa là chưa có cổ phiếu làm sao bán cho nên các bạn thấy lúc nào cũng sẽ có cái hiện tượng là giá sẽ có cái sự tăng vọt rồi sau đó điều chỉnh xuống thì bitcoin cũng không ngoại lệ và chúng ta thấy ngày hôm nay đã cũng giống như là ông nói giá tăng lên rồi giảm xuống cái mà chúng ta muốn thấy đó là trong vòng vài ngày sau tình hình nó như thế nào đó là điều mà chúng ta quan tâm nhiều hơn chứ còn ngày đầu tiên những gì đã xảy ra với Bitcoin đó thì hoàn toàn là hợp lý đối với Mike thì đây là cái sự chia sẻ đến từ Mike của Galaxy Digital các bạn nhưng mà người thứ nhì đó phỏng vấn đó chính là Pomliano thì Anthony Pomliano là một người mà cực kỳ bullish về Bitcoin các bạn mà thường xuyên dự đoán giá nhưng mà có một cái gì đó thay đổi khi mà chúng ta thấy bây giờ đã có Bitcoin Smart ETF rồi thì Anthony Pomliano lại có cái tư tưởng là chúng ta có thể thấy Bitcoin đã không còn dao động nhiều như trước đây nữa nhưng mà vẫn sẽ dao động và sẽ tốt hơn những cổ phiếu công nghệ có thể chúng ta sẽ không còn thấy một năm tăng trưởng 100 200 phần trăm trước đây nữa nhưng mà Bitcoin một năm vẫn có thể tăng trưởng là 50 phần trăm điều đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra nhưng mà nếu chúng ta tính một năm 50 phần trăm đó thì sợ rất rất lâu chúng ta mới đạt được một triệu đô la như là Kathy Wood nói nhưng mà đây là một quan điểm các bạn. Quan điểm các bạn ra sao? Các bạn có nghĩ là giá Bitcoin sẽ từ đây trở về sau nó cũng sẽ tăng trưởng nhưng mà khoảng chừng 50% một năm mà thôi không có giống như là trước đây 100%, 200%, 300% nữa tại vì thị trường này bây giờ đã là một cái thị trường lớn mạnh rồi hay là các bạn giống như là Cathie Wood các bạn tại vì Cathie Wood cũng đã lên trên đài truyền hình ngày hôm nay và Cathie Wood thì tiếp tục là một người mà rất bullish các bạn Nói chung đó thì uh, cảm thấy là Cathy Wood không thay đổi Ngày hôm nay đó ARK Invest đã bắt đầu giao dịch rồi Và Cathy Wood vẫn có quan điểm đó Có một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là Rất là dễ khi mà các bạn chia sẻ trên mạng xã hội Các bạn nói là tôi nghĩ Bitcoin lên tới 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn hay gì đó Hay là Thuận ngồi đây Thuận chia sẻ với các bạn cảm nghĩ của Thuận Nó khác rất là nhiều khi mà các bạn được mời lên một đài truyền hình lớn Và các bạn biết là những cái người dẫn chương trình á, thì họ sẽ có nhiều con hóc búa Cho nên nhiều người sẽ hạn chế quá bolus Nhưng mà Cathy Wood thì không sợ các bạn Cathy Wood ấy, cực kỳ bolus Và vẫn tiếp tục bolus ngày hôm nay vẫn nói là hay Tôi vẫn nghĩ là từ đây đến năm 2030 khả năng rất là cao là giá Bitcoin sẽ đạt được 600.000 đô từ đây đến năm 2030 các bạn. Từ đây đến năm 2030 là chúng ta chỉ còn có 6 năm nữa thôi. Và nếu như mà nói là bullish thì Bitcoin hoàn toàn có thể đạt được là 1 triệu rưỡi đô la cho một Bitcoin trong vòng 6 năm. Đó là quan điểm của Cathy Wood các bạn. Và cô đã không hề chung bước trước những cơ hội đó. Và các bạn đã biết là ngày hôm qua đó, trong cuộc phỏng vấn thì Cathy Wood cũng đã chia sẻ là hay 25% tài sản của mình bây giờ đang nằm ở trong Bitcoin hiện tại. Rất nhiều người nổi tiếng hô hào mua Bitcoin các bạn nhưng mà hodler thật sự đó thì không mấy ai đâu. Cathie Wood là một hodler, Michael Saylor là một hodler các bạn. Và nhiều bạn không có rành về kathy Wood đó, thì kathy Wood là một trong những người mà cực kỳ ủng hộ Elon Musk trước đây các bạn. Trong những ngày khó khăn nhất thì quỹ đầu tư Ark Invest vẫn đầu tư vào Bitcoin và đã tạo ra tên tuổi khi mà Tesla thành công các bạn. Đã kiếm được rất rất nhiều lợi nhuận cho công ty cũng như là cổ đông. Và Kathy Wood cũng đã là một fan của Bitcoin nhiều năm rồi. Cho dù là tăng hay là giảm những thời điểm khó khăn nhất như là năm 2022 lên là truyền hình cô cũng không chừng bước các bạn đó là một trong những điều mà thông cảm thấy trùng hợp giữa Kathy Wood và Michael Say là những người mà thật sự hodler những người mà thật sự có lòng tin đó, thì họ sẽ không ngần ngại và họ cũng không có quan tâm đến người dẫn chương trình sẽ có những cơ hội hấp búa gì tại vì họ thật sự có lòng tin đó các bạn nghĩ sao các bạn có lòng tin như là Cathy tại vì Cathy Wood nói là hay Bitcoin Spot ETF là một sản phẩm mà cực kỳ cực kỳ khác biệt so với tất cả những quỹ đầu tư ETF trước đây tại vì đây là một hàng hóa duy nhất mà chúng ta có quỹ đầu tư ETF mà nó có giới hạn tại vì tất cả hàng hóa mà chúng ta biết liên quan đến vàng liên quan tới bạc tất cả những hàng hóa đều không có giới hạn hết Điều sẽ có thêm hàng năm và hàng năm ngoại trừ Bitcoin mà thôi. Bitcoin có một cái sự giới hạn và khoảng chừng 70% của cái số lượng HODL đó thì họ là một HODL dài hạn. Phần lớn là không di chuyển cho một thời gian dài. Cái số lượng mà có thể được mua bán trên thị trường đó là không là bao nhiêu hết. Cho nên bây giờ chúng ta có một cái nhu cầu cực kỳ lớn đang đi vào trong thị trường và sẽ từ từ chứ không phải là ngay lập tức. Nhưng mà cái nhu cầu đó thì họ sẽ mua Bitcoin từ đâu. Cho nên... Bitcoin sẽ tăng giá và bây giờ vốn hóa rất là nhỏ Một ngày nào đó có thể Bitcoin sẽ đến một mức giá cao Rồi sau đó sẽ bắt đầu là đi từ từ giống như là một cái tài sản Mà là có vốn hóa lớn giống như, như là vàng Nhưng mà bây giờ thì chưa phải Bitcoin vốn hóa bây giờ rất là nhỏ Cho nên Cathie Wood vẫn cái quan điểm đó trong vòng vài năm tới đây Bitcoin vẫn sẽ cho chúng ta có được lợi nhuận tốt và ngày hôm nay đây chúng ta cũng có hai cái quảng cáo được chia sẻ với các bạn quảng cáo đầu tiên là từ Venex thì nói chung quảng cáo này cũng không gì đặc biệt hết á nói chung tôi cảm thấy đây là một trong quảng cáo dở nhất <laughs> mà chúng ta nói tới khi mà nhìn vào những quảng cáo Bitcoin Smart ETF và thứ nhì nữa đó đây là quảng cáo của công ty Rayscale các bạn quảng cáo này còn dở hơn nữa quảng cáo này chỉ có 17 giây mà thôi nói chung quảng cáo này chỉ nói là hey muốn đa dạng hóa với mình đầu tư đầu tư về Bitcoin với Bitcoin spot ETF của Rayscale chỉ nói vậy mà thôi các bạn nhưng mà quảng cáo cũng đã bắt đầu chạy chúng ta vẫn chưa thấy black rock quảng cáo hay là không một điều nữa đó là chúng ta thấy ngày hôm nay đã, đã có tổng cộng là 7 tỷ 7 tỷ đô la khối lượng giao dịch ở trên sàn Coinbase OTC nghĩa là cái sàn giao dịch thỏa thuận dòng ngoài đó các bạn 7 tỷ đô la đây là con số rất là lớn các bạn có thể nói là lớn nhất trong vòng một năm qua thì có nghĩa là gì có nghĩa là chúng ta có thể thấy là 7 tỷ này đã là liên quan đến những công ty forward họ đi thu mua bitcoin thì có thể như bạn nói là nếu như mà thường nói mỗi một ngày sau khi họ thống kê là cái số lượng người bán và mua đó thì cái số dư ra sẽ dùng để mà mua bitcoin mỗi ngày thì tại sao hôm nay chúng ta lại không thấy giá tăng hay gì hết sau khi mà chứng khoán đóng cửa thì có khả năng là họ mua thông qua những sàn OTC các bạn tại vì những sàn này đó là thỏa thuận giữa người mua và người bán bởi công ty Coinbase nên nó sẽ không có ảnh hưởng trực tiếp đến giá. Nhưng mà các bạn nghĩ đi, Coinbase có bao nhiêu 7 tỷ đô la Bitcoin để mà bán hàng ngày các bạn. Thị trường OTC là một thị trường mà nó không có cái thanh khoản cao như là thị trường retail đâu các bạn. Có nghĩa là tới một lúc nào đó không phải là lúc nào cũng có sẵn Bitcoin ở trên sàn OTC. Tới một lúc nào đó đó thì những công ty họ buộc là phải lên trên sàn thông thường để mua cũng như thông báo các bạn. Và điều đó đã từng xảy ra rồi các bạn. Chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái đợt thông báo trước đây đó thì một phần họ phải đi thu mua trên sàn thông thường tại vì sàn OTC không có đủ số lượng đó. Cho nên uh, chúng ta trong dòng thời gian tới đây sẽ thấy được thật sự là có bao nhiêu Bitcoin trên sàn OTC họ có thật sự mãi có thể lên sàn OTC mua hay là không hay là tới lúc nào đó họ buộc là phải mua trên sàn thông thường và cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến giá cả các bạn và trong tất cả những sự kiện ngày hôm nay đây chúng ta lại thấy là công ty Circle họ lại tuyên bố là họ sẽ bán cổ phiếu lần đầu các bạn nghĩa là lên sàn chứng khoán Hoa Kỳ họ đã đệ đơn để để phát hành cổ phiếu thì nhiều người nói là công ty Circle bây giờ đó họ muốn lên sàn chứng khoán và công ty Circle này là công ty hiện bây giờ được đánh giá là lên tới 9 tỷ đô la các bạn. Thì tại sao công ty Circle, công ty mà phát hành đồng stablecoin lại đáng giá như vậy? Thì có thể là nhiều bạn đã biết rồi. Những công ty này đó họ kiếm được cực kỳ nhiều tiền các bạn. Tại vì các bạn nghĩ đi, các bạn lưu trữ đồng USDC hay là các bạn lưu trữ đồng Tether thì các bạn có được chia lợi nhuận gì hay là không trong khi mà chúng ta biết là sau lưng những đồng này là có tiền để mà đảm bảo tại vì giống như thuận là sàn Binance đi thuận muốn phát hành 1 tỷ đô la Tether trên sàn của thuận thì thuận phải đưa cho công ty Tether 1 tỷ đô la đó làm đảm bảo thì công ty Tether họ đâu có ngồi trên đống tiền đó các bạn họ sẽ lấy một số tiền đó để mà đi đầu tư các bạn vào phần lớn những công ty này đó, giống như là công ty Circle họ sẽ đi thu mua công trái phiếu của Hoa Kỳ và công chức phiếu của Hoa Kỳ có lợi nhuận là khoảng 5% một năm bây giờ. Không nhiều nhưng mà các bạn có nghĩ đi mười mấy tỷ đô la thì chúng ta có thể nhìn thấy là bao nhiêu vốn hóa trong khi những công ty này đó vốn hóa cực lớn các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là Circle đó thì vốn hóa bây giờ là lên tới market cap là 25 tỷ. 25 tỷ cho là phân nửa số tiền này đầu tư vào công trái phiếu thì mỗi một ngày tiền lời của họ là bao nhiêu cho nên thu nhập của họ rất là tốt và đó là lý do tại sao mà công ty đáng giá lên thì 9 tỷ thì đương nhiên câu hỏi kế tiếp là khi nào Ripple mới lên sàn chứng khoán các bạn tại vì công ty Ripple đã nói là họ muốn lên sàn chứng khoán chỉ đáng tiếc là cái vụ kiện với SEC đó có một phần vẫn chưa hoàn tất và bây giờ đó cái phần đó không biết khi nào mới xong các bạn hy vọng là trong vòng năm nay nhưng mà gần đây đó chúng ta đã thấy có một hiện tượng là công ty Ripple họ đã đưa ra thông báo là họ chuẩn bị mua lại cổ phiếu trị giá 285 triệu đô la từ những nhà đầu tư ban đầu và nhân viên và nếu như mà điều này thành công đó, định giá công ty ở mức là 11.3 tỷ đô la thì cái này nghĩa là gì các bạn tại sao họ lại mua lại cổ phiếu của những nhà đầu tư ban đầu và nhân viên thì có nhiều lý do có một lý do là tại vì những nhân viên này đó họ nhận lương nhưng mà lương của họ thấp nhưng mà họ vẫn chấp nhận làm việc cho ripple tại vì sao tại vì họ được thưởng cổ phần của công ty thì một trong những cách mà có thể đền đáp cho nhân viên mà trung thành với công ty là thu mua lại cổ phiếu của họ hay là những nhà đầu tư ban đầu họ cũng muốn rút một phần vốn về để mà đầu tư những nơi khác thì đây cũng là một lý do hoặc là đây là tin tốt các bạn. Đây có thể xem như là một dấu hiệu chuẩn bị cho việc list trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ. Bây giờ công ty Ripple đó họ vẫn chưa ra quyết định nào hết nhưng mà tôi nghĩ là họ sẽ không đưa ra bất cứ thông báo gì cho đến khi mà họ đã dàn xếp tất cả với lại SEC. Tại vì không có công ty nào mà muốn lên sàn chứng khoán Hoa Kỳ trong khi đang bị kiện bởi SEC đâu. Họ sẽ dàn xếp cái phần đó trước. Nhưng mà các bạn thấy được là họ thu mua lại cổ phần có thể tại vì họ nghĩ là công ty sau này sẽ đáng giá hơn cho nên bây giờ ở mức này họ cảm thấy rẻ cho nên họ sẽ thu mua lại cổ phần đó. Thì đó đương nhiên là tin tức tốt rồi. Và nếu như mà công ty Ripple có thể lên được sàn chứng khoán Hoa Kỳ đó thì đây sẽ là công ty đầu tiên trên thế giới vừa có chứng khoán trên sàn vừa có token các bạn. Đây là công ty đầu tiên luôn có thể làm được điều đó. Nhưng mà đó là tin tức tốt còn tin tức xấu đó thì uh, các bạn thấy được là công ty Ripple gần đây cho thấy họ đã bán rất là nhiều XRP tháng vừa rồi rất nhiều và thụ nhớ là hai tháng trước đó cũng rất là nhiều nhiều hơn là bình thường các bạn mỗi tháng họ đều sẽ bán một phần nhưng mà cái phần họ bán nhiều hơn thời gian gần đây thì có thể là họ bán để mà gây quỹ 285 triệu này để mà thu mua lại cái cổ phần của nhân viên và những nhà đầu tư ban đầu không biết là họ có còn bán nhiều nữa hay là không chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thông tin này và đó là những cái sự kiện lớn đã xảy ra ngày hôm nay trong thị trường crypto các bạn và liên quan tới Bitcoin Smart ETF và chúng ta vẫn tiếp tục nhận được nhiều cái sự chúc mừng đến từ những người làm việc trong quốc hội chúng ta có trên màn hình đó chính là dân biểu Mike Flood nghe hôm qua chúng ta cũng đã biết là chúng ta có dân biểu Tom Emmer chúng ta cũng có những người mô hồ crypto cũng đã lên tiếng nói là chúc mừng Bitcoin đã bước qua một trang mới có Bitcoin Spot ETF và chúng ta cũng đã biết là ở Thượng viện thì cũng đã có Cynthia Lumis Thượng nghị sĩ Lumis cũng đã chúc mừng và hôm nay chúng ta có dân biểu Mike Flood cũng đã chúc mừng nhưng mà không phải cũng chúc mừng nữa các bạn ít ra có một người đã bây giờ cũng rất cai cứu đó chính là Elizabeth Warren và Elizabeth Warren thì Thượng nghị sĩ này đã đã cực kỳ ghét crypto và bà đã chia sẻ trên twitter ngày hôm nay đó là SEC đã sai rồi đã quá sai khi mà chấp nhận Bitcoin Cosmos ETF và đã vi phạm luật pháp <laughs> khi mà làm điều đó nhưng mà các bạn thấy là mọi người nói là wow, thương Nghi Cewon có bị gì hay là không tại vì lý do tại sao Bitcoin Spot ETF được thông qua tại vì áp lực đến từ tòa án mà tại vì không cho thông qua mới là vi phạm luật, cho thông qua mới là đúng luật. Cho nên không biết là thương Nghi Cewon đang muốn nói cái gì nhưng mà sau đó bà đã nói ra hey, bây giờ đã có Bitcoin Spot ETF rồi, chúng ta nên cho thông qua những cái đạo luật liên quan đến crypto mà bà ta đang thúc đẩy hiện tại. Chúng ta cũng nhận được thêm một thông tin nữa các bạn đây là cái lời chia sẻ của elon musk tại vì ngày hôm qua đó chúng ta cũng đã có một cái X Space giữa Elon Musk và Kathy Wood thì ngày hôm qua đó Elon Musk cũng đã nói là ông cởi mở với việc là thích hợp Bitcoin vào trong cái nền tảng thanh toán ở trên X khi mà họ bắt đầu vào năm nay nhưng mà ông cũng không nghĩ nhiều về Bitcoin các bạn nhưng mà còn một phần nữa ông cũng nói về crypto thì ngày hôm qua đã trên X ông cũng đã đứng chính là tôi vẫn sở hữu một số lượng lớn Dogecoin các bạn cho nên những cái fan của Dogecoin đó thì cũng đừng quá lo lắng tới bây giờ Elon Musk vẫn đang à, sở hữu một số lượng lớn Dogecoin và công ty spacex cũng sở hữu một số lượng lớn Bitcoin. khôi và đây là lần đầu tiên mà chúng ta biết trong dòng nhiều tháng qua Elon Musk đã công nhận là SpaceX vẫn còn lưu trữ Bitcoin tại vì tôi nhớ là cái tay khoảng chừng nửa năm đó thì có một cái thông tin thông tin này đã nói là SpaceX đã bán Bitcoin của mình rồi SpaceX là công ty đương nhiên thuộc sở hữu của Elon Musk các bạn Elon Musk sở hữu nhiều công ty lắm chúng ta cũng đã biết là công ty Tesla là công ty lưu trữ Bitcoin cái đó thì nó công khai tại vì Tesla là công ty mà có mã chứng khoán ở trên sàn giao dịch cho nên họ phải công khai cái tài sản của họ cho Bitcoin là tài sản cho nên chúng ta biết khi nào họ mua khi nào họ bán nhưng mà SpaceX là công ty tư nhân không trên sàn chứng khoán cho nên họ không có cần thiết phải chia sẻ thông tin và khi mà có cái tin đồn là SpaceX bán Bitcoin đó thì nhiều người hỏi Elon Musk nhưng mà ông không trả lời ngày hôm qua ông có để đứng chính là hay SpaceX vẫn sở hữu một số lượng lớn Bitcoin hiện tại đó là thông tin được chia sẻ liên quan tới Elon Musk ngày hôm nay và bây giờ chúng ta cũng đã có Bitcoin Spot ETF rồi BlackRock cũng đã coi như là chiến thắng SEC 1-0 rồi các bạn nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu qua hiệp 2 hiệp 2 là gì? hiệp 2 là chính là Ethereum Spot ETF và có thể các bạn không nhớ ngay bây giờ chúng ta đã có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 công ty đã nộp đơn để có Ethereum Spot ETF rồi và trong đó đương nhiên là có công ty gì các bạn I share của BlackRock thì BlackRock cũng muốn có Ethereum Smart ETF đó chính là câu chuyện kế tiếp mà chúng ta sẽ liên tục đề cập đến các bạn và đương nhiên Bitcoin Haven sẽ xảy ra trước cái sự kiện này tại vì các bạn nhìn vào cái cột là SEC Final Deadline đó, thì các bạn nhìn thấy được là cái hạn chót cuối cùng mà sớm nhất đó, chính là vào tháng 5 của năm nay cho những quỹ như là VanEck, ARK Investment và Hasdex thì chúng ta sẽ biết kết quả vào tháng 5 của năm nay không biết là năm nay chúng ta có cơ hội thấy Ethereum Spot ETF hay là không mà nếu như chúng ta thật sự có Ethereum Spot ETF đó, thì các bạn thấy đây là một lịch sử mới chúng ta trong một năm có hai Spot ETF liên quan tới crypto và nó cũng là một cái gì đó cực kỳ thú vị các bạn chúng ta cứ nghĩ đi Gary Gensler một trong những chủ tịch SEC mà nhiều người trong thị trường crypto này không thích nhất. Nhưng mà ngược lại, Bitcoin Spot ETF 10 năm qua không được thông qua nhưng mà đã được thông qua dưới trướng của Gary Gensler. Một cái điều mà cực kỳ thú vị đó các bạn. Và nói tới Ethereum ETF đó, thì chúng ta không biết BlackRock có thể thúc đẩy được hay là không để có Ether ETF ngày hôm nay Tại vì BlackRock các bạn đã biết là Khi mà đệ đơn có ETF đó thì hầu như là 576 lần đã được duyệt Chỉ có một lần duy nhất bị từ chối mà thôi Không biết kỳ này có phải là lần 577 lần hay là không. Và nói tới y đó thì các bạn thấy được là có một cái dân biểu từ quốc hội đó chính là dân biểu Mike Collins. Thì Mike Collins cũng đã chia sẻ tại biểu trong quốc hội đó thì mỗi một quý đó thì họ phải công bố là họ lưu trữ những cổ phiếu gì. Tại vì đương nhiên những người này là họ ra luật thì họ phải công khai cái tài sản đầu tư của mình. Và dựa theo cái văn bản mới nhất thì dân biểu Mike Collins đã mua khoảng chừng là 65.000 đô các bạn lên tới mức 65.000 đô theo vào đầu năm nay và Thổng công đó thì đang sở hữu lên tới là 110.000 đồng. Đô la, Ethereum hiện tại. Chúng ta còn vài thông tin nữa thường muốn chia sẻ với các bạn mà nhất là thông tin liên quan tới CPI thường có vài điều thường muốn các bạn lưu ý. Nhưng mà chúng ta hay nói tới một số thông tin khác thì các bạn thấy được là cơ quan à, tài chính ở Hàn Quốc đó, thì à, họ đã lên tiếng nói là việc chấp thuận quỹ Spot ETF tại Hoa Kỳ cũng không phải là cái sự kiện khiến cơ quan quản lý Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh cấm hoặc là xem xét lại các quy định về crypto đối với các tổ chức tài chính tại vì từ năm 2017 đó, Hàn Quốc đã không thừa nhận crypto là tài sản và không cho phép các tổ chức tài chính tiếp cận với crypto. Người dân thì được nhưng mà tổ chức tài chính thì không được các bạn. Thì với sự kiện Bitcoin Smart ETF ở Hoa Kỳ, Hàn Quốc vẫn có quan điểm là không có chấp nhận crypto là tài sản. Và chúng ta cũng thấy có một cái sự chia sẻ lần này đã đến từ một người có tên là Isabel Snabel các bạn. Và đây là thành viên ban điều hành của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Và người này nói là Ngân hàng Trung ương châu Âu thì khả năng mua Bitcoin là rất thấp. Có nghĩa là đương nhiên nhiều người nói là hey bây giờ đã có Bitcoin Smart ETF rồi. Ngân hàng chim minh châu Âu có bao giờ mua Bitcoin để lưu trữ như tài sản hay là không? Điều thú vị là bà nói khả năng đó cực kỳ thấp nhưng mà bà không có nói là không bao giờ các bạn. Ít ra vẫn còn có cơ hội cho dù mỏng manh biết bao nhiêu nhiều vẫn có cơ hội các bạn và lý do tại sao thì các bạn cũng đã biết tại vì ngân hàng trung ương của châu âu là đứng đầu bởi Justin Lagarde Justin Lagarde là một người mà cực kỳ ghét crypto các bạn mặc dù là con trai của bà là một hodler nhưng mà bà rất ghét crypto và để các bạn hiểu hơn đó thì chúng ta thì được ngân hàng trung ương châu âu coi bitcoin là tài sản đầu cơ và họ quan tâm đến việc tạo ra một đồng euro kỹ thuật số và isabel của Ngân hàng Trung ương châu Âu nhấn mạnh là giá trị thị trường của Bitcoin không dựa trên bất kỳ giá trị kinh tế nội tại nào mà chỉ dựa vào sự đầu cơ của thị trường và tuyên bố là Ngân hàng Trung ương của châu Âu đã không có kế hoạch để mà thu Bitcoin hiện bây giờ vì xem nó là một công cụ đầu cơ rủi ro và không đáp ứng các đặc tính của tiền. Mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đang chú trọng tới việc phát triển đồng euro kiệt số dự kiến ra mắt vào năm 2026 và ECB, những hình là ngân hàng trung ương châu Âu đó khẳng định là euro kỹ thuật số sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn quyền riêng tư cao nhất và quyết mọi lo ngại về riêng tư trong giao dịch các bạn. À, thì đó là sự chia sẻ đến từ ECB không gì gọi là bất ngờ hết. Đương nhiên là họ không thích Bitcoin rồi và họ chỉ muốn thúc đẩy đồng euro kỹ thuật số tiền kỹ thuật số quốc gia mà thôi. Và hồi sáng này chúng ta có thông tin là con cái bị hack các bạn. Twitter của họ bị hack, mặc dù là họ đã có 2FA, uh, như là họ không giống như là SEC, họ đã cài xác nhận hai yếu tố nhưng mà có một nhân viên nào đó họ đã bấm vào một cái đường link độc hại dẫn đến là họ đã bị hack cái account này không biết là hack như thế nào có thể là tại vì nhân viên đó, đó log login chiều Twitter thì đường link đó có thể hack được cái máy vi tính của họ rồi dẫn đến là người ta sử dụng máy vi tính đó để mà đăng những cái link uh, không tốt ở trên Cone Gecko các bạn thôi nhớ là họ lên những cái link về những cái token uh, lừa đảo đó thì bây giờ Cone Gecko nó họ đã lấy lại được cái account của mình rồi nhưng mà các bạn nên nhớ là khi chúng ta nhìn vào cái thông tin được chia sẻ lúc mà họ nói là họ bị hát á, thì chúng ta thấy lúc đó là khoảng chừng là 11 giờ trưa tại Cali. Lúc mà họ nói là họ đã có thể lấy đây được là khoảng gần 4 giờ chiều. Có nghĩa là thời gian là khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ các bạn. Thời gian này lâu hơn nhiều so với lại SEC cho nên nhiều người bây giờ có hỏi là có thật sự bị hack hay là không. Và chúng ta có thông tin kế tiếp liên quan tới Near Foundation thì hôm nay chúng ta có vài thông tin liên quan tới những công ty sản hải nhân viên các bạn và một trong những công ty đó chính là Near Foundation và chúng ta thấy họ thông báo là sẽ cắt giảm khoảng 40% đội ngũ là khoảng 35 người và chủ yếu là trong các nhóm tiếp thị phát triển kinh doanh và cộng đồng và đội ngũ kỹ sư giao thức Nia tại uh, Pagoda vẫn sẽ tiếp tục hoạt động như là bình thường và Near Foundation nói là họ cho biết quỹ của họ vẫn còn hơn 285 triệu đô la tiền mặt 305 triệu token Near trị giá khoảng chừng là 1 tỷ đô la hiện tại và 70 triệu đô la từ các khoản đầu tư họ vẫn còn rất nhiều tiền họ chỉ sa thải để có thể làm việc hiệu quả hơn mà thôi đó là sự chia sẻ đến từ Near Foundation các bạn và ngày hôm nay đây chúng ta nhận được chỉ số CPI thì nó có tốt hay là không nói chung thì nó cũng không tốt nhưng mà không xấu các bạn nhưng mà chúng ta thấy được là chứng khoán thì không phản ứng nhiều chúng ta nhìn thấy được ngày hôm nay đó cả ba chỉ số hầu như là đứng nghiêng một chỗ so với lại cái mức ngày hôm qua và pre market bây giờ đó thì giảm nhẹ một chút nhưng mà chúng ta thấy không phải nhiều lắm giảm nhiều nhất là nasdaq future 0.11 và chúng ta thấy là s&p futures là 0.15% chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó ở mức là 73 đô 33 cent thì tăng nhẹ một chút các bạn nhưng mà vẫn ở mức coi như là thấp và ổn định hợp đồng của vàng đó thì hầu như không thay đổi luôn ở mức là 2038 đô cho một ounce vàng. Hôm nay chúng ta đã có cái chỉ số CPI các bạn và đáng tiếc nó đã không như mong đợi nhưng mà cũng không phải là cách quá xa. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là CPI đã tháng này là 3.4%, tháng trước đó là 3.1, ước tính là cũng tăng nhưng mà tăng nhẹ thôi, tăng lên 3.2, nhưng mà kỳ này đã tăng lên tới 3.4. Và core CPI nghĩa là phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng không tính lương thực và năng lượng thì chúng ta thấy được ở mức là 3.9 tháng trước đó là 4.0 thì vẫn giảm các bạn nhưng mà ước tính là giảm tới 3.8% thì nói chung nó cũng cho chúng ta thấy là có một cái sự tiến triển tiếp tục và điều này có nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục thấy là lạm phát đang giảm xuống ít ra chúng ta đang nhìn vào chỉ số Core CPI không tính năng lượng và thực phẩm thì lý do tại sao mà tăng nó cũng không có gì gọi là quá nổi bật trong cái thông báo đợt này các bạn thường chủ yếu là nhìn vào cái cột November nghĩa là so sánh tháng 11 với lại December của tháng 12 các bạn và chúng ta nhìn thấy được là bên dưới này ra hầu như chỉ có một cái cột tiếp tục có sự tăng trưởng cao đó chính là liên quan tới giá điện các bạn giá điện đó là 1.3 so với lại tháng vừa rồi là 1.4 và bên dưới này đã cũng không gì gọi là quá bất ngờ đâu các bạn chúng mình nhìn thấy được là những cái mặt hàng nó cũng tăng cỡ như là tháng vừa rồi mình nhiều mặt hàng vẫn tiếp tục giảm thì nhìn vào cái chỉ số CPI này nó có tốt hay không thì mình chia sẻ nó là coi như không tốt cũng không xấu các bạn nghĩa là cái tốc độ lạm phát của cái tháng này so với tháng vừa rồi nó cũng gần như tương đương với nhau nghĩa là chúng ta phải chờ thêm một cái chỉ số CPI nữa để xem xu hướng như thế nào và trong vòng 2 tuần nữa ta sẽ có cuộc họp của năm nay các bạn cuộc họp đầu tiên của Fed thì cái này có ảnh hưởng đến cuộc họp của Fed hay không thì cũng chưa đâu các bạn tại vì chúng ta biết cái này cũng không phải là xấu và chúng ta cũng đã biết là có nhiều tháng có chỉ số CPI tốt rồi hôm nay chúng ta nhận được một chỉ số CPI nó coi như là trung bình không tốt không xấu thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái quyết định của Fed đâu và ngay cái cái cuộc họp tháng 1 này khả năng rất là cao là họ cũng sẽ nói là họ sẽ giữ nguyên lãi suất không lý do gì mà họ sẽ ra quyết định là giảm lãi suất đợt này đâu các bạn đó là nhận định của thuận hiện tại và nói tới Fed thì chúng ta thấy là ngay bây giờ khả năng là sẽ tiếp tục có in tiền nữa các bạn. Thì chúng ta nhìn thấy là cái thông báo ngày hôm nay đó, cái số gọi là deficit có nghĩa là cái ngân sách mà nó bị hụt đó ở Hoa Kỳ là chúng ta thấy nó ước tính rất là cao. Tính năm 2024 đó thì ước tính bây giờ cái ngân sách Hoa Kỳ sẽ bị hụt khoảng chừng là 2.000 tỷ đô la các bạn. 2.000 tỷ đô la. Cái con số này đó, nó cao hơn so với lại năm vừa rồi là 1.7 000 tỷ. Và chúng ta nhìn thấy được là chỉ tính 3 tháng cuối năm vừa rồi thôi. Chỉ trong vòng 3 tháng đó cái số lượng ngân sách bị hụt đó là lên tới 510 tỷ nghĩa là cái số lượng tiền thuế thu nhập vào so với cái số lượng chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ đang hụt khoảng chừng là nửa tỷ đô la các bạn, con số không hề nhỏ. Thì làm sao để có thể lắp lại cái lỗ hổng này? Đó chính là sẽ bán công trái phiếu các bạn. Và bán công trái phiếu mà nếu như không ai mua ra thì Fed sẽ mua. Nói chung là cho dù chúng ta thấy phần trăm lạm phát như thế này nữa đó thì quan điểm thuận vẫn là như vậy. Năm nay chúng ta sẽ thấy Fed sẽ phải giảm lãi suất các bạn tại vì nhiều cái lắm liên quan tới là ngân sách bị hụt như thường diệu chia sẻ liên quan đến bầu cử tổng thống áp lực đến từ chính trị và chúng ta cũng đã biết là tình hình nền kinh tế bây giờ đang chậm và chậm như thế nào thì tuy là chúng ta thấy cái phần trăm thất nghiệp ở Hoa Kỳ vẫn rất là thấp là 3.7% Nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục ngay thời điểm này đã nghe rất nhiều công ty các bạn Như là hôm nay chúng ta nghe cái thông báo đến từ công ty Discord Hay là chúng ta nghe thông báo đến từ Google Họ lại tiếp tục sa thải nhân viên các bạn Chi tiết hơn đó là chúng ta nhìn thấy được là Discord ngày hôm nay đã thông báo là sa thải 17% nhân viên Nghĩa là khoảng 170 người và chúng ta có một số thông báo lớn chỉ tính từ năm tới bây giờ mà thôi. Google thông báo là sẽ cắt giảm hàng trăm việc làm ở những cái nhóm như là kỹ thuật và phần cứng. Unity Software thông báo là sẽ cắt giảm 25% nhân viên. Audible, công ty của Amazon các bạn Audible là công ty các bạn có thể là nghe những cái sách nói đó thì công ty Audible thông báo họ sẽ cắt giảm 5% nhân viên và Trend Micro thông báo sẽ cắt giảm 2% nhân viên. Fed năm nay Tôi nghĩ là sẽ phải giảm lãi suất tại vì nếu như mà cứ tiếp tục đó thì có thể dẫn đến suy thoái tài chính. Tại bây giờ đó mọi thứ nhìn như là vẫn ổn, chỉ đang chậm lại nhưng mà các bạn đã biết là khi mà tăng lãi suất tốn một thời gian để mà thấm vào trong thị trường và khi mà thị trường bắt đầu bất ổn rồi thì Fed bây giảm lãi suất thì quá trễ các bạn tại vì lãi suất thấp để mà thấm vào trong thị trường sẽ phải tốn một thời gian cho nên Fed phải tính trước và nếu họ nghĩ là tình hình không ổn họ phải ra quyết định bây giờ và năm nay là năm bầu cử tổng thống các bạn có nghĩ đi nếu như mà hoa kỳ đi vào suy thoái tài chính lúc mà tổng thống joe biden ra tái ứng cử đó <laughs> thì các bạn thấy tình hình đó nó sẽ cực kỳ căng thẳng cho tổng thống joe biden cho nên thuận nghĩ là cái áp lực chính trị cực kỳ lớn bây giờ cho nên chúng ta mới thấy là Fed hầu như là thay đổi giọng điệu rất là nhanh vào cuộc họp cuối cùng của năm ngoái. Chúng ta sẽ biết sớm cái giọng điệu của Fed trong tháng 1 này là như thế nào? Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Trong video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này như mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng Cho cộng đồng của Thuận Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách Là bấm vào cái link bên dưới video này Để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn